Cause I feel this way. I can't lie to myself no more. I had a taste, now I want more. Boy, you got that good, good. Need some more of that good, good. Like when you hit it from the back. Thiết kế mới này của nhà Melia sẽ khiến cho các quý cô mang một vẻ đẹp sang trọng, quyền lực và quý phái hơn rất nhiều. Sử dụng hai chất liệu là chất liệu vải kẻ và blend kim cương sẽ tạo ra ấn tượng ngay từ lần bắt gặp đầu tiên. Cùng với đó thì chất liệu này cũng sẽ rất phù hợp để cho các quý cô mặc vào tiết trời cuối thu đầu đông như thế này. Sản phẩm này thì có thiết kế tay dài sẽ giữ ấm được cho cơ thể. Và bên cạnh đó thì phần cổ tay được bo gọn như thế này sẽ giúp tất cả các chị thoải mái hơn trong các hoạt động thường ngày của mình. Điểm nhấn của sản phẩm này đó chính là ở phần thắt eo. Phần đai được sử dụng kim loại vàng ánh kim cao cấp sẽ giúp cho vòng hai của các quý cô trở nên thon gọn hơn. Cùng với đó thì một form dáng cổ điển và thiết kế cổ vest sẽ tạo ra một vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch và quý phái. Với sản phẩm này thì các quý cô đều có thể mặc tới nơi công sở, mặc tới những buổi hẹn hò hoặc là tới những sự kiện quan trọng vào dịp cuối năm. Nếu như đã yêu thích sản phẩm này rồi thì các quý cô hãy tới ngay các showroom của nhà Melia tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để có thể thử trực tiếp sản phẩm. Hoặc các quý cô cũng có thể liên hệ với fanpage của chúng tôi để nhân viên của nhà Melia sẽ tư vấn cho các quý cô đặt mua sản phẩm. Đặc biệt là khi mua hàng online thì các quý cô sẽ được free ship hoàn toàn và sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Chúc các quý cô sẽ có một bộ thiết kế thật là phù hợp với mùa thu đông năm nay.